Chào mừng các bạn đã đến với sân vận động Old Trafford, sân nhà của câu lạc bộ Manchester United. Đây là một trong những sân vận động tráng lệ và náo nhiệt nhất của ngoại hạng Anh cũng như của cả thế giới nói chung. Và chỉ mới ít ngày trước đó thì tại đây một bức tượng đã được dựng lên để ghi nhớ những công lao của một vị huấn luyện viên rất đáng kính, đó là vị thuyền trưởng Sir Alex Ferguson. Sir Alex đã gắn bó với MU gần 3 thập kỷ và với những đóng góp của mình thì ông đã cùng với MU gặt hái được rất nhiều danh hiệu. Trước khi trận đấu này được diễn ra thì huấn luyện viên của cả hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo. Họ sẽ chơi tấn công và cống hiến hết mình cho 90 phút sắp tới. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Như vậy là trọng tài đã cho trận đấu được bắt đầu. Đường chọc khe, rất nỗ lực, nguy hiểm, không được. Bật bài rất hay. Cơ hội. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Rất đáng tiếc, một nỗ lực có thể nói là rất đáng khen ngợi. Đường chọc khe. Trọng tài đã thổi việt vị trước đó. Giữ bóng rất tốt. Cơ hội dứt điểm. Pha ngăn chặn kịp thời. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Gặt bóng rất dễ dàng. Rất nỗ lực. Lan Kha. Dứt điểm đi. Wow. Như vậy là sự bế tắc đã được khai thông và tỷ số bây giờ là 1-0. Tất cả các khán giả trên sân lúc này như đang vỡ òa. Một bàn thắng có thể nói là rất quan trọng. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Đội thi đấu tốt hơn đã có được bàn thắng dẫn trước. Và ở ngoài đường pitch thì huấn luyện viên đang ra hiệu cho các cầu thủ giảm nhịp độ trận đấu, chủ động nhường thế trận để chơi phòng ngự phản công. Trong những năm gần đây, La Liga đang dần trở nên nhàm chán khi mà cuộc chiến đến ngôi vương chỉ là sự cạnh tranh giữa hai thế lực lớn nhất xứ sở bò tót, đó là câu lạc bộ Barcelona và Real Madrid. Phút thứ 30 của hiệp 1 trận đấu.
pha phản công, pha thoát xuống rất nhanh. Tình huống chơi bóng vào trong. Bàn thắng đến với họ ở thời khắc này là rất quan trọng. Có thể nói nó sẽ làm thay đổi cục diện trận đấu, và chắc chắn trận đấu sẽ rất hấp dẫn sau bàn thắng này. Thu Ngôn đã không thể làm gì hơn ngoài việc phải vào lưới nhặt bóng. Đó là một pha đánh đầu có thể nói là rất kỹ thuật. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Trận đấu đã trở về vạch xuất phát. Đối với những đối thủ sừng sỏ và đẳng cấp thì việc nhập cuộc như thế nào cũng là rất quan trọng và tạo sự hưng phấn cho các cầu thủ trên sân. Anh sẽ làm gì đây? Không được. Và như vậy hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp. Walker rất bình tĩnh, vẫn tiếp tục đi bóng. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Phối hợp khá đơn giản. Ranka. Đường chuyền chuẩn xác. Không được rồi. Phối hợp khá đơn giản. Pha vào bóng là rất nguy hiểm. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Rất tốt. Giữ bóng rất tốt. Chuyền vào. Phòng ngự rất chắc chắn. Chuyền vào trong. Các cầu thủ cần chơi tập trung hơn. Theo quan sát của chúng tôi thì có lẽ một số cầu thủ trên sân đang có dấu hiệu xuống sức. Huấn luyện viên nên đưa ra những sự thay đổi để gia tăng thế trận. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Thank you.
Đúng như chúng tôi đã dự đoán, huấn luyện viên đã đưa ra sự thay đổi người nhằm củng cố cho thế trận. Một sự thay đổi người là rất cần thiết trong lúc này. Một thẻ vàng, không quá bất ngờ khi trọng tài đã rút thẻ với tình huống phạm lỗi nguy hiểm như thế này. Góc sút là khá rộng và có thể nói đây là tình huống khá nguy hiểm. Đây là tình huống đá phạt có thể nói là khá nguy hiểm và chứa đựng không ít rủi ro. Sẽ có một quả ném biên. Một đường chuyền bóng dài. Tình huống phá bẫy biệt thị. Dứt điểm. Cản phá rất quyết liệt. Phối hợp khá đơn giản. Rất tốt. Alex. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.